Top 5 đôi giày đàn ông cần có trong tủ đồ, phù hợp cho mọi hoạt động hàng ngày. Thứ nhất, giày Oxford. Đây là một đôi giày rất quen thuộc với nam giới, phù hợp cho đi làm, dự tiệc, phỏng vấn, tham gia hội nghị. Và tốt nhất là bạn nên mua cho mình màu đen và màu nâu để thêm đa dạng khi phối đồ nhé. Thứ hai, giày loafer. Loafer là một đôi giày đơn giản, tiện dụng và dễ dàng kết hợp với nhiều loại trang phục khác nhau, từ phong cách công sở lịch sự khi kết hợp với quần Âu và áo sơ mi, đến phong cách smart casual với quần shorts và áo polo khi gặp gỡ cùng bạn bè. Bảo hành trong 1 năm, bao đổi trong vòng 30 ngày, được xem hàng trước khi nhận, miễn phí giao hàng tận nhà, để lại số điện thoại đặt hàng ngay.